Và tiếp theo là phần thi của lớp 8A, xin mời các em vào vị trí. Cái trang phục của cô giáo chủ nhiệm đâu? Hết tiền quá hả? Đi tạo cái tài. Tiếp theo đó, 5/3 với hành động của hành khởi thiết bị bao gồm chi? Cây mà khán thanh là chuẩn bị. Chúng ta bắt